Hồi xưa đó là người người Việt Nam của mình đó, mà giống như thời mà người ta tới mà giống như trước giải phóng á, người ta tới đây đó, thì người ta rất giống như đoàn kết, thì đoàn kết là mỗi người bắt một con vịt về mà làm Dịch cháo vịt 10 ăn món. á. Dịch 10 món, mỗi người món. Mỗi người một món vui lắm, nhưng mà cái thời tới mình á, thì mình không có làm như vậy được, tại vì bây giờ nó gắt hơn. Hồi xưa Việt Nam mình lèo hơn bây giờ mình không có lèo nên mình chỉ tới là bảo vệ đó, bạn thấy không, Đâu còn mấy này con hả? kia là không được. Này hả? Đó đó, đó nó có số À, mấy con mà nó có số dưới chân là được bảo vệ phải không? á, bảo vệ. Con này cũng vậy, nhưng mà tại dắt con à. Này mà ở dưới quê là mấy em thì mang ra chợ bán thôi. Đem mới làm cái Vịt gì á, nấu chao, nấu vịt chao hoặc là tiết canh, rồi cái canh vịt. tiết canh vịt. Hello các bạn, welcome back to Hawaii Channel. Hôm nay mình tới công viên Waikoloa State Park. Thì chỗ này nó có nhiều những con vịt nha, hoặc là con ngỗng đó. Con ngỗng, mỗi con ngỗng á, nó đều có một cái giống như là một cái bảng số, các bạn thấy không, À, có đó bằng số nữa. để nó bảo vệ. Là con ngỗng mà mình nói đó là người hầu là ở ở tiểu bang Hawaii nó bảo vệ đó, là con này gọi là con nene, các bạn thấy không, chứ không được bắt mà ăn nha, bắt ăn là nó phạt á đó. Ồ thấy không, Này là dịch Hawaii. vịt Hawaii đó, nó biết nó Đó. chỗ này á là người ta tới, người ta Đây cho đây cho nó mua xuống sông những nè con hả? ngỗng ăn à, đó miếng vịt ăn rồi đó, thì nó biết mình tới á, là nó đòi ăn rồi đó, các bạn thấy không. Ở đây cho mấy em kia ăn luôn nè. Nè ý nè, đó đó, coi chừng té nha em, cái dưới nước nè đó, mấy con vịt nè đó, dục xuống à, đó dục xuống rồi đó, mấy ảnh Đó, là biết mấy các anh bạn nghe tới nè nè, đó. nghe nè Bơi đó. bơi 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 lại. Túc 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 túc. Đó. Ở đây cũng có nhiều cá nha. Có khi ở trong đây cũng có cá mập nữa. Tại vì cái chỗ cái nước này, cái hồ này á, là nó vừa nước mặn và vừa nước ngọt. Đó. À, dịch này nó kêu bạn tới đó, Đó, nó kêu bạn nó tới đó. kêu tới. Đó. Ở đây nhiều vịt lắm. Vịt hay là ngỗng. Đó. Hồi xưa đó là người Việt Nam của mình á, mà giống như thời mà người ta tới mà giống như trước giải phóng á, người ta tới đây á, thì người ta rất giống như đoàn kết, thì đoàn kết là mỗi người bắt một con vịt về mà làm cháo Dịch vịt 10 ăn món. á. Dịch 10 món, mỗi người món. Mỗi người một món vui lắm, nhưng mà cái thời tới mình á, thì mình không có làm như vậy được, tại vì bây giờ nó gắt hơn. Hồi xưa Việt Nam mình lèo hơn bây giờ mình không có lèo nên mình chỉ tới nè, thấy không, nè đó, Nhìn nó nó biết qua rồi, nó là biết mình cho ăn rồi, tới xin dịch này ăn rồi đẹp đó. quá nè, màu đen. Đó, màu đen đó. Chỉ có con màu nâu nha, là nê nê á, nê nê Ủa, đó, nhìn đó. vậy biết con nào con đực con cái không ta? Không không biết nữa, chắc người ta biết mình không biết đó, thấy chưa, Nó đó kêu nê nê đó. đó, bảo Nó vệ kêu. Nó kêu kìa. Kêu đó, nè, đồ ăn bên đây giống nè. như con ngỗng hay gì đó, cái là con ngỗng á, phải không. Nó kêu rồi, nó kêu đồng bọn lại. Chỉ có cái con nâu này thôi nha, là nó được cái bảo vệ đó, bạn thấy không, Đâu còn mấy này con hả? kia là không được. Này hả? Đó đó, đó nó có số À, mấy con mà nó có số dưới chân là được bảo vệ phải không? á, bảo vệ. Con này cũng vậy, nhưng mà tại dắt con là nó chưa có cho cái bảng số đó, cái bảng số thấy không đó. Thì ở đây người ta thích dẫn con nít tới mà để cho mấy con vịt này ăn lắm, nên nó biết nó dạng lắm, nó tới không, các bạn thấy không, nó tới nó ăn cái dạng lắm Nó kéo qua đây. nè. Đó quá trời luôn nè, đó có khi mình đi mình có thể mình gom được trứng 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 ngỗng nha, hoặc trứng vịt. Này mà ở dưới quê là mấy em thì mang ra chợ bán thôi. Đem mới làm cái Vịt gì á, nấu chao, nấu vịt chao hoặc là tiết canh, rồi cái canh vịt. tiết canh vịt. Rồi cái hồ này nước nó trong hả?
Mùa mát ha, cái này mà mắc cái ghế ra đây nằm. Có chứ, người ta cũng ra đây nằm chứ. Nhưng mà đa số là người vô gia cư nằm nhiều hơn. Còn người thường người ta đi làm hết rồi. Trắng đẹp lắm. Bạc nè. Wow, mấy con vịt này đẹp quá hả? Vừa gọi hả? Chị này chê không ăn kìa. Chê không ăn thì thôi. Có con khác chê. Vịt đen kia đen tuyền luôn kìa. Wow, đẹp quá hả? Nó đen tuyền một cặp nữa. À, đó, dục xuống. Đó, quay qua State Park. Đó, wow. Kìa, nó kéo lại kìa. Kéo lại quá trời. Nè, nè ăn không? Con này đẹp. Con này giống như nó có sừng hay sao trên đầu kìa. Có gì, có chót kìa. Hả? Cái sừng hả? Chắc là con được ở... Con này chắc bị mọc sừng rồi. Nè. Được thì đẹp. Chị này chê. Con này đẹp kia. Hả? Wow, con này giống như cái tóc có đẹp á, cái da đẹp á. Con chim á kìa. Con chim nhỏ cho con chim nhỏ. Đó. Đang dịch nè. Chim ăn. Dịch. Đó. Mấy con kia nó kéo. Trước mình đó là cũng là một cái khu dân cư đó. Hồi xưa là khách sạn nhưng mà bây giờ người ta đổi thành một khu dân cư hạ cấp, phải cao cấp. Để cho giống như là người mà giống như là không đủ income, người ta vô người ta ở được. Ủa, cái này cũng là công viên Nhật phải không? Không phải công viên Nhật. Công viên thôi chứ không phải công viên Nhật. Nó không phải thuộc công viên Nhật mà nó gần công viên Nhật, Waikoloa State Park. Thì cái chỗ này người ta có thể người ta đi cái thuyền, một cái không phải cái thuyền, cái giống như cái ghe, đi ghe vô được. Giống như mình gọi cái ghe không, tại nhỏ mình đi ghe mà không có mái nha, mình phải chèo á câu cá được. Không, nhiều chỗ này mà ở Việt Nam mình tới đầu tư đập dịch á, tại có dịch này, đập dịch giống đầm sen á, không mát lắm ha. Mình nhưng mà cái này nhưng mà Việt Nam mới làm này, mình làm cái bến nè, xong rồi mướn đập dịch, đập vòng. Nhưng mà người ta đem tàu ra nè, đó cái chỗ cái tàu xuống đó. Đó, người ta đem tàu xuống nó chạy ra đây nè. Chỗ này tàu xuống nè. Tàu xuống cái xong rồi người ta thả tàu xuống. Xong người ta đi ra ngoài biển luôn, biển ở trước mặt. Đó. Cái này mình thiết kế thành một cái công viên đập dịch. Không, mình có thể mình đem cái giống như cái đập dịch ra được mà. Thì đó. Không, mình làm cho mướn. Nhưng mà ở Mỹ là không phải là muốn làm gì làm nha. Muốn đạp là đạp. Mình phải có xin phép đàng hoàng chứ. Đang đạp mấy anh cảnh sát. Ê, lại đây. Lại đây. Nó làm gì á, đạp gì á? Dạ, em đập dịch. Nó phạt tiền còn hơn là người ta mướn. Đập dịch em đi về đầm sen nhá. Đây là công hồ dành cho mấy em dịch chứ không phải em đập dịch. Thì hai vợ chồng mình nói chuyện vui thôi. Ba anh này đang tám nè. Hai người này làm gì mà nói nhiều quá, cho tôi ăn hết. Nè, ăn đi. Ok, chia nha, chia mỗi đứa một cái nha. Ok, còn em này chưa nè. Em trắng này chưa nè. Em này không ngu quá luôn. Thôi ngu quá thôi. Ngu rồi thổi ăn. Ôi, con vịt này đẹp nè. Wow, con vịt này ăn ngon nè. Giống như ở Việt Nam nó có cái chân mà nó giống như ghẻ đó. Cái mọ kìa, cái mọ nó độc đáo ghê không. Cái đó mà quay thì ngon lắm á. Cái này nó mọ là nè. Này em này có cái mỏ độc quá nè. Chắc em đực quá nè. Còn em trắng này cũng dễ thương nè. Cái này chắc con cái nè. Hai con cái kiều giống nhau. Cái công viên này giờ nó làm lại đẹp. Nói chung là mình cũng lâu lắm rồi mình không đi đi tham quan những cái. Wow, con chim kia đỏ kìa. Wow, đẹp quá. Wow. Chim vàng. Con chim vàng sao hôm nay đi một mình ta? Thường thường là nó đi có cặp có đôi á, con cái con chim đà, nè nè, kìa đó. Đâu? Không? Đó. Nè, cặp cái đôi nè, đó, đó không? Chim nó đi như một nhóm luôn. Không. Thường thường con chim màu vàng á là nó lúc nào nó đi cũng đi một cặp á, nó không đi một mình đó, thấy không? Đó, hai con đi một cặp vậy á. Chồng vợ ấy, nó đi một cặp. Giống như mình ấy, em.
lúc nào cũng đi cầm cặp vậy á, đi quay phim á. Thằng phải có người quay. Đó. Đó. Ồ, có cảnh sát kìa, thấy không? Đó, anh cảnh sát kêu quẹo á. Nó vô. Nhà ai gần đây cứ đi ra tập thể dục ha. Ừ, nhà mình đó. Nhà mình gần đây nè. Ờ, đây tập thể dục được chứ. Ừ. Nhà mình gần công viên này nè. Nè nè. Ờ, cái con này giống như mình nói á, là nó được bảo vệ nha. Mình bởi mình bắt cái ai mà quay phim á, mà nó quay cái bảng số xe mình thôi là mai có điện thoại gọi tới. Ừ. Hello, điện thoại tới mà lên tin tức luôn. Hơn ngày qua nãy có ai thấy hơn ngày qua bắt một em nê nê về. Ồ, tại con này bây giờ nó đang giống như là hiếm á, nó không có nhiều nữa. Cái này cũng không phải dịch giống Việt Nam mình, nó kiểu thì nó là của Hawaii thì nó lạ chứ nó không có giống dịch Việt Nam cái kiểu. Không, nó không giống. Cái kiểu nhưng mà mấy con này đẹp hơn. Ờ, con này đẹp hơn. Ủa, gió mát quá đi. Con này không phải là xuất xứ từ Hawaii nha, con này nó ở bên nước nào nó đem tới đó. Chứ không phải là Hawaii, nó không có những cái con. Mấy con này chắc trong sở thú có nhỉ? Hả? Trong sở thú có. Có. Hai anh chị đang giỡn giỡn. Nhưng mà nó được được Hawaii bảo tồn. Ồ, anh chưa bay quá. Hồi xưa nhiều lắm mà sau giờ ít á, ít dịch á. Ờ, hồi trước mình đi hồi Kevin chắc kia còn nhỏ á, dẫn ra đây quá thì dịch luôn. Chắc cũng có người người ta bắt á, bắt về ăn, cũng có người bắt. Tại mấy con này không mình cho ăn vậy nó tới cái... Nó bự chứ, giờ buổi tối mình tới đây mình bắt được cái chứ. Ừ. Tối bắt được chứ. Gì, động vật phải gìn giữ, ăn rồi đi bắt ăn thịt. Rồi bắt mấy con này về làm gì? Đâu ăn dịch đâu. Bún dịch, cháo dịch. Ồ. Mình chỉ ăn dịch đông lạnh rồi chứ không ăn dịch tươi. Nó chứ thèm mấy này về Việt Nam ăn chứ ai mà nỡ giết mấy con này nó đẹp như vậy là ai nỡ giết. Ok các bạn, bây giờ cũng bữa trưa rồi, thôi mình đi về. Cho mấy em dịch ăn xong rồi đi về. Cho mấy em dịch ăn xong rồi giờ hết rồi đó. Thì cái bánh ngọt mình cho cái con dịch ăn á là chỗ Funaru, là cái chỗ này là hồi khoảng chừng mấy tuần trước mình có review ở trên KU á. Đó, mình thích ăn cái bánh mì nữa. Đó. Đó, cái này là bánh mì khoai môn đó. Nhưng mà tại hôm nay mình quay phim cho các bạn coi cái công viên dịch này đó, thì mình cho mấy con dịch này ăn những đồ ngon đó. Ok các bạn, ok, nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ subscribe và like cho mình nha. Ok, tạm biệt. Bye bye.